chích 10 đầu ngón tay có thể cấp cứu đột quỵ. Nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ sơ sinh để trị đau mắt. Tiêm vaccine sẽ bị nhiễm chì. Mình cảm thấy hoang mang, nhiều khi mình cũng không muốn cho con mình đi tiêm vaccine. Rồi mình xem thử cái vaccine có ai nói gì về cái vaccine đó nữa không. Nguy hiểm từ những trò lưu sức khỏe, phản khoa học. Vâng, và mới đây nhất thì Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông về việc ngăn chặn thông tin truyền bá phương pháp sinh con phản khoa học có tên là thuận tự nhiên. Phương pháp này hướng dẫn các bà mẹ sinh con tại nhà tự chăm sóc và không cắt dây rốn. Trong công văn này thì Bộ Y tế cũng đã khẳng định là việc tự sinh đẻ tại nhà là phản khoa học, có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như là vỡ tử cung, băng huyết, nhiễm trùng, dẫn đến tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Như vậy là một phương pháp sinh con được lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã được cơ quan chuyên môn khẳng định là phản khoa học. Tuy nhiên thì ngay cả khi có khẳng định là phản khoa học rồi thì nguy cơ nhiều người vẫn nghe theo những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội vẫn có thể xảy ra. Và sau đây là câu chuyện về trào lưu anti-vaccine, nói không với vaccine. Một trào lưu đã xuất hiện trên mạng xã hội cách đây 2 năm, đã dập tắt nhưng lâu lâu lại bùng phát trở lại. Đã 10 lần tiêm vaccine cho con, nhưng gần đây chị Liễu có ý định không tiếp tục tiêm nữa. Lý do là chị đọc nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tiêm vaccine cho trẻ có thể khiến trẻ bị nhiễm thủy ngân, nhiễm chì. Điều này khiến chị hết sức hoang mang. Mình cảm thấy hoang mang, nhiều khi mình cũng không muốn cho con mình đi tiêm vaccine. Và mình cứ đợi chờ. Mình đợi chờ những cái thông tin nó lắng xuống rồi mình sẽ dò xét mình như thế nào. Rồi mình xem thử cái vaccine có ai nói gì về cái vaccine đó nữa không. Theo hồ sơ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, trào lưu anti-vaccine, tức là phản đối vaccine và chăm sóc sức khỏe theo cách thuận theo tự nhiên, đã khiến cho nhiều trẻ em phải nhập viện. Chẳng hạn như đợt bùng phát dịch sởi vừa rồi, khi hỏi phụ huynh có con bị mắc bệnh, thì là do tâm lý e ngại vaccine khi thấy nhiều thông tin trên mạng. Đây là lý do vì sao bác sĩ Trương Hữu Khanh đã có nhiều bài viết cảnh báo trào lưu anti-vaccine trên trang cá nhân. Cái sự quay lại của ho gà, mình cũng đã thấy rồi. Thì rõ ràng ở trong bệnh viện thì lúc trước thì sởi rất là nhiều và bây giờ thì vẫn còn có một số em nó bị ho gà rất là nhỏ, mà khi nó bị ho gà nhỏ như vậy thì rất là nặng, nó cần phải nhập viện rất là dễ biến chứng. Thì tất cả những cái đó đều là do anti-vaccine hết. Còn bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết trào lưu anti-vaccine đã khiến cho một số sản phụ e ngại không cho con tiêm vaccine vitamin K. Nếu mà đứa trẻ nó không được tiêm mà nó bú mẹ và nó không đầy đủ được các cái chất để mà nó thực hiện được cái quy trình đông máu thì nó có thể dẫn đến một cái tình trạng là xuất huyết não và màng não. Không cho con tiêm vaccine và vitamin K. Theo các bác sĩ, đáng nói là không chỉ dừng lại trào lưu anti-vaccine, nhiều trào lưu chăm sóc con bằng cách thông tin truyền miệng, chữa bệnh bằng đơn thuốc trên Internet đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Về trào lưu nói không với vaccine, anti-vaccine thì chính Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nhiều lần khẳng định là phản khoa học. Ở trong nước thì Bộ Y tế cũng đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ việc các bậc phụ huynh không tiêm vaccine cho con của mình. Tuy nhiên ở đâu đó thì vẫn còn người tin theo những thông tin trên mạng mà bỏ qua những lời khuyên của bác sĩ. Có một câu hỏi đặt ra là vì sao những thông tin phản khoa học về sức khỏe trên mạng xã hội lại có thể khiến cho nhiều người nghe theo đến như vậy? Chúng tôi đã có một cuộc khảo sát nhỏ về việc này. Bị cái bệnh gì đó mà mình không biết là mình bị thật chính xác là gì, mình cũng lường lên Google để mình tra. Đa số là trên Google thì nó hiện ra cái kênh nào trước thì em coi. Hầu như là không, tại vì không có tin tưởng cái nguồn thông tin trên đó. Việc chia sẻ quá nhiều cái thông tin trên đó làm hoang mang lắm. Là cũng có nhìn thấy ở trên mạng một vài thông tin đó nhưng mà thấy cái đó rất là nhiều. Lẽ thiếu cái gì gọi là kiểm định thông tin, cái mẫu tin ở trên Facebook đó. Những cái kênh đó thì em đọc thì nói chung là nó cũng khá đáng tin. Mình thấy nó phản khoa học rồi là mình lướt qua luôn. Trên mạng bây giờ nó có rất là nhiều cái nguồn thông tin mà mình không có biết là cái thông tin nào là chính xác hay không. Mình không có đi kiểm tra lại mà mình cảm thấy nó có thể nó đúng thì mình sẽ nghĩ là nó đúng. Còn mà thấy nó không có hợp với ý của mình thì mình nghĩ nó là sai. Mình chưa có một cái kiến thức vững mà mọi người thì cứ truyền tải cho nhau từ ngày này qua ngày khác. Làm cho những cái người nhiều khi trẻ chưa có kinh nghiệm bị ảnh hưởng. Nếu để ý trong Vospoke vừa rồi thì quý vị có thể thấy là có ý kiến cho rằng khi đã có bệnh thì tự lên mạng tra Google rồi thấy là đúng ý mình thì nghe theo.
Đây chính là lý do khiến cho những thông tin y tế thất thiệt, phản khoa học lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong khi đó thì việc phản ứng của các cơ quan chuyên môn trước những tin đồn này thì chính đại diện Bộ Y tế khẳng định là còn chậm. Tuy nhiên thì như tôi đã đề cập, chúng tôi cũng chỉ là những cái nhà chuyên môn, thành thử ra chúng tôi cũng phải thấy là rõ ràng cái công tác truyền thông còn có những hạn chế. Và các anh chị có đề cập đến mạng xã hội thì cái truyền thông của chúng tôi ấy, khi mà chúng tôi tổ chức ví dụ những cái chiến dịch truyền thông thứ thì cũng đưa trên phương tiện thông tin đại chúng, nhưng mà phương tiện chính thống thì các bạn trẻ của chúng ta thì lại là cứ thích những cái mới. Việc phản ứng trước những tin đồn, những trào lưu và thông tin thất thiệt, phản khoa học suy cho cùng cũng chỉ là những biện pháp tình thế. Việc trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản về y tế, những nơi để khi mà người dân có những băn khoăn có thể hỏi và được trả lời là điều căn bản hơn cả. Một tín hiệu tốt là gần đây một số bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã coi việc tương tác với người dân trên mạng xã hội là một việc quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe. Khi có ca bệnh cần khuyến cáo cho người dân, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố trở thành những người truyền thông. Chụp ảnh, chỉnh sửa rồi đăng lên fanpage, website. Không chỉ đăng thông tin hàng ngày, các bác sĩ còn định hướng nội dung tư vấn bệnh cho các phụ huynh, cho việc chăm sóc trẻ con thông qua những đồ họa. Hiện tại thì có rất là nhiều cái nguồn thông tin về y tế trên mạng cũng như là mọi người học hỏi, nhưng mà những cái điều đó thì thật sự có đúng hay không, có gây ra những cái mối quan tâm rất là nhiều mọi người, và họ đều cảm thấy hoang mang khi mà có những cái thông tin như vậy. Vậy chúng tôi mong muốn rằng với cái trang Facebook cũng như là trang web của bệnh viện, chúng tôi sẽ mang lại những cái thông tin mà thật sự cần thiết, khoa học, chính xác cho vấn đề chăm sóc em bé. Còn với Bệnh viện Đại học Y Dược, trang fanpage của bệnh viện đã nhận được dấu xác nhận chính thức của Facebook. Đây là nỗ lực của đội ngũ công tác xã hội tại bệnh viện trong việc tự sản xuất nội dung. Các hình ảnh được biên tập và chỉnh sửa theo hướng dễ hiểu và dễ chia sẻ. Fanpage luôn trong chế độ tiếp nhận câu hỏi của người dân. Ngoài cái vai trò điều trị bệnh nhân thì cái vai trò truyền thông giúp cho người dân hiểu được đó là cái nhiệm vụ quan trọng, không thua gì điều trị cho bệnh nhân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tất cả các bệnh viện đang tiến tới đều thành lập fanpage trên mạng xã hội. Đây được xem là những nỗ lực giúp người dân có địa chỉ tham khảo, tránh hoang mang trước các thông tin thiếu cơ sở.